Hương Thơ xin được trở lại với phần 2 của chương trình Câu Chuyện Y Khoa do Bệnh viện Oncos Memorial bảo trợ. Và phần 1, bác sĩ Quách Chí chuyên về sản phụ khoa có trình bày về chương trình rất là quan trọng và đặc biệt dành cho các sinh viên học sinh nào muốn theo đuổi con đường y khoa và muốn thực tập cách phỏng vấn. Đó là cái ngày mock interview day, là ngày tập huấn cách phỏng vấn để đi thi được nhận vào các trường đại học về y khoa, nhãn khoa, dược khoa, nha khoa hay là y tá, và đặc biệt có thêm là về luật khoa nữa vào ngày chủ nhật 29 tháng 7. Nhưng mà quý vị cần ghi danh vào chủ nhật này là 22 tháng 7, xin gọi điện thoại văn phòng của bác sĩ Quách Nhất Trí để ghi danh là 714-799-7522 hoặc là vào mạng lưới trên màn ảnh, đó là www.vpasocal.com. và chương trình được phỏng vấn được bảo trợ bởi Hội Y sĩ miền Nam California, Coastline Community College, Time to Give Back của bác sĩ Michael Dow, cũng như là Coast Surgery Center, cũng như Bệnh viện Orange Coast bảo trợ bằng cách đưa cái chương trình này lên trong chương trình Câu Chuyện Y Khoa. Và bây giờ trở lại với cái đề tài mà bác sĩ có muốn gợi ý nói về là vấn đề C-section, sinh mổ, thưa bác sĩ. Thì thường thường khi mà thai phụ sắp sửa sanh đó thì ai cũng thắc mắc là nên sinh mổ hay sinh bằng thường, sinh một cái lối bình thường. Nhưng bây giờ Hương Thơ được biết là cái C-section rất là phổ biến, rất là common. Thì hôm nay bác sĩ có thể cho biết là khi nào bắt buộc thai phụ cần phải sinh mổ, thưa bác sĩ? Thời nay vì do cái sự nguy cơ của bị nhiễm trùng với lại bị chảy máu thì của phần mà sanh mổ thì tương đối nó ít hơn trong những năm trước bởi vì do kỹ thuật. Nhưng mà lẽ dĩ nhiên cái sự sanh mổ là chỉ là một dành cho những cái trường hợp mà sanh khó khăn, sanh thường khó khăn mà buộc để phải mổ để cho cứu mạng đứa bé, hay là vì do một cái tình trạng của người mẹ mà người mẹ không có thể sanh thường được. Thì lúc đó thì chúng tôi mới đổi qua cái cách phẫu thuật để cho giúp cứu em bé. Thời nay đó thì cái sự mà sanh mổ á, thường á, nếu mà phải quyết định cần phải mổ đó thì lúc đó người mẹ sẽ, người bệnh nhân sẽ nói chuyện với người bác sĩ rồi để trao đổi những cái sự câu hỏi, những đáp lại những cái câu hỏi mà bệnh nhân có thể có về cái cuộc phẫu thuật đó. Ngoài ra là nếu mà trong trường hợp mà khẩn cấp và bởi vì do nhịp tim em bé nó bị sụt quá đột ngột mà phải mổ gấp để cứu mạng đó, thì nhưng mà trong trường hợp đó thì mọi người sẽ biết lý do tại sao phải mổ để lấy em bé ra. Thì cái hoạch sanh mổ đó là một cái vết thương ở dưới bụng, and cái vết thương đó sẽ đi sâu qua cái da rồi lớp mỡ rồi xong cái sau cái màng dày, rồi sau khi đó vào trong ổ bụng thì lúc đó mới tới cái thành của cái tử cung, rồi cái vết thương vào xuyên qua cái thành tử cung thì lúc đó mình mới đưa em bé ra ngoài. And trong cái sự mà khâu lại đó thì sẽ khâu từng lớp, mà cái kỹ thuật khâu lại thì cái đó nó khác nhau tùy theo cái sự huấn luyện với lại kinh nghiệm của người bác sĩ. Hiện tại ở Hoa Kỳ đó thì cái tỷ lệ mà cần phải sanh mổ là cũng tương đối trung bình là khoảng 25-35% tùy theo cái chỗ cái nơi, either trong thành phố hay là ở ngoại ô. Nó khác nhau bởi vì do trường hợp mà ở trong thành phố thì nhà thương nhiều hơn thì bệnh nhân chấp nhận cái sự mổ nhiều hơn, còn nếu mà người ở ngoài ô thì khó để tìm những cái nhà thương mà có cái phương tiện để cho mổ. Nhưng mà nói chung á thì cái tỷ lệ mà người phụ nữ đến bệnh viện mà để sanh thường á là nói chung mà chúng ta nói là khoảng 85% là sẽ sanh thường. So cái đó là tin vui. Còn có vài trường hợp mà trước khi vào chuyển bụng, trước khi mà lâm bồn đó, thì có khoảng 3 cái lý do mà chúng ta cần phải mổ trước khi lâm bồn, là nếu mà em bé nằm ngược. Tại ở Hoa Kỳ chúng ta không có để, trong trường hợp mà ngôi mông á, chúng ta không có để cho bệnh nhân sanh ngược là tại sợ bị đầu nó, người nó ra đầu nó bị kẹt. Lý do thứ hai là nhau tiền đạo. Nếu mà cái nhau mà nó che cái cổ tử cung, nó cổ tử cung nở sẽ bị chảy máu, mà máu đó là máu của em bé. And một đứa bé máu rất là ít nên cái đó thành một cái chuyện mà nguy hiểm cả cho mẹ với lại đứa con. Lý do thứ ba là có thể người mẹ
bởi vì do một cái tình trạng tim không có thể rặn được, không có thể trải qua được thì cần phải mổ trực tiếp. And then một lý do nữa là nếu mà người mẹ hồi trước có phải mổ trên cái thành tử cung để lấy cục u xơ đó thì cái tử cung đã yếu rồi nên không có thể để cho cái sự chuyển bụng tại sợ bị rách. Nhưng mà đó là những cái trường hợp mà chúng ta phải biết là cần phải mổ trước khi lâm bồn. Còn hồi lúc mà đang trong phòng sanh mà nhịp tim không tốt hay là chảy máu nhiều quá, hay là chờ lâu quá mà đầu em bé nó đẩy cổ tử cung mà nó đẩy cổ tử cung nở không được á, mà hơn 3 tiếng mà cổ tử cung không có thay đổi á, thì lúc đó chúng tôi cần phải chết ngạt nếu mà để lâu quá sợ bị nhiễm trùng hay là nên phải mổ. Nhưng mà cũng may mắn là cái tỷ lệ đó cũng tương đối cũng thấp. Nhưng mà nếu mà cần phải mổ đó thì hôm nay chúng tôi muốn nói chút về những cái kế hoạch mới mà cách để khâu cái da. Yeah. Tại người phụ nữ thì cũng rất là quan tâm về cái sự thẩm mỹ. Yeah. Sau khi cần phải, tuy rằng cái sự mổ là cần thiết nhưng mà lúc mà khâu lại thì cái vết thương khâu lại cách nào, rồi nhiều kỹ thuật khác nhau. Trong cái video chúng ta sẽ thấy hôm nay là video của cái kế hoạch khâu cái da lại. Trước nhất á, là làm sao mà để cho cái da nó khít lại với nhau. Thời nay thì nó có cái loại keo gọi là Dermabond. Cái keo Dermabond đó khi chúng ta thấy trên màn ảnh thì cái keo Dermabond đó là sau khi khâu lại rồi cái lớp da ở trong đó thì cái keo này nó đi lên ở trên cái lớp màng da. Cái keo này nó sẽ giữ cho cái da dính lại và không để cho nước vô. And khi nào hai cái đường da mà nó dính lại với nhau mà nó không có nhúc nhích đó, nó không có được bị kéo ra đó, thì cái đường da khâu đó nó sẽ mỏng hơn. Tất nhiên là ít thấy với lại có thể giảm đi bớt cái sự mà bị lòi da. Đó là một. Cái phương pháp thứ hai gọi là Dermabond Perennial. Cái Dermabond Perennial á thì ngoài ra để cái keo, chúng tôi có thể để một cái mesh là một cái miếng vải như cái lưới để lên, dán lên rồi xong rồi sau để cái keo lên. Cái keo đó khi nào trát lên đó thì nó sẽ tập trung với lại cái chất mà ở trong cái miếng vải đó để cho tạo thành một cái keo rất là chặt. And khi nào cái keo đó nó chặt hơn thì cái da nó ít nhúc nhích hơn rồi nước ít bị vô. And nếu mà vô thì dễ bị nhiễm trùng. Yeah. And then cái phương pháp thứ ba đó thì là có một cái loại mà giống như là loại đinh mà để cho bấm, để cho khép lại cái da. Nhưng mà cái đinh này á thay vì phải lấy ra sau khi 3 ngày, and cái lúc mà lấy ra có thể đau. Với lại cái đinh để ngoài thì nhìn thấy hơi bất cảm mỹ, hơi sợ, hay là vậy đấy, da tự nhiên thấy yeah. có cái đinh này. Cái đinh này nó tự động nó tan, giống như là cái loại đinh mà nó bằng, nó giống lúc đầu thì giống như plastic gì đó, nhưng mà để trong khoảng 2 tuần tự động nó tan mất, rất là hay. Nên cái đó gọi là cái insorb. Trên màn ảnh sẽ thấy cái đó. Nhưng mà thời nay đó thì nếu mà cần phải mổ đó thì cái phương pháp mà để cho khâu lại da một cái cách thẩm mỹ á là có, hiện có. Nên cái đó là ở bệnh viện Orange Coast, ba cái loại cách mà khâu với cái supply này á ở bệnh viện Orange Coast đã có trong phòng mổ, trong phòng sanh, nên chúng tôi có thể áp dụng được. Cái này gọi tên là gì thưa bác sĩ? Phương pháp để khâu lại cái vết thương trên bụng sau khi lấy em bé ra đó, thì nó có 3 phương pháp mới, gọi là cái insorb, là cái dissolvable staple. Phương pháp thứ hai là dùng cái Dermabond, là cái keo. And cái phương pháp thứ ba là dùng cái Dermabond cộng với lại cái mesh. Cái mesh này nó giữ cho cái vết thương nó lâu dài, mình có thể tắm được. And, nên ít giảm bớt sự bị nhiễm trùng.
Vâng, thưa bác sĩ, câu hỏi mình đã hết giờ nhưng mà chúng tôi có rất nhiều câu hỏi. Một câu hỏi cuối là nếu người ta sinh mổ bây giờ, lần tới họ có thể với phương pháp mới, lần tới họ muốn sinh thường có được không ạ? Dạ được, tùy theo cái lý do mà bị phải mổ lần trước, là tại nếu mà em bé bự quá, đứa trước mà đứa này mình đo lúc mà 37, 38 tuần mà bự hơn nữa thì không có lý do nào mà mình nên try. Nhưng mà có vài trường hợp bị mổ là tại vì nhịp tim không có tốt nên mình chưa biết là nếu mà để cho thêm thời gian có thể sanh thường được. Nên cái đó là gọi là sanh thường sau khi sanh mổ. And hiện tại bây giờ Orange Coast có cái chương trình mà bác sĩ sản phụ khoa có một cái đội ở lại ngủ lại trong bệnh viện. Là laborist phải không ạ? Là laborist. Nên như vậy những trường hợp mà những phụ nữ mà muốn sanh thường sau khi sanh mổ thì nên đi bệnh viện mà có người laborist đó, là tại vì bởi vì đâu trong khi mà đang mổ, đang chuyển mà có không may mà cái vết thương có bị chuyện gì đó thì có bác sĩ đó để giúp đưa vô phòng mổ, sản phụ khoa trực, sản phụ trực đó để cho cứu em bé. Rồi đôi khi đó chúng tôi ở nhà trên đường tới thì mới kịp. Nên như vậy hiện tại bây giờ bệnh viện Orange Coast bởi vì có chương trình laborist, chúng tôi rất có cái sự an toàn lúc mà đưa bệnh nhân đến, mà những bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân mà muốn sanh thường sau khi sanh mổ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Chí rất nhiều. Nói tóm lại, sanh thường bao giờ cũng sanh tự nhiên bây giờ cũng tốt hơn, nhưng có những trường hợp cần phải sanh mổ thì quý vị nên tham khảo với bác sĩ sản phụ khoa của quý vị, trừ khi nào quý vị muốn chọn ngày giờ lành tháng tốt muốn sanh con thì sanh mổ. Bác sĩ Chí sẽ trở lại trong lần sau với những đề tài liên quan đến chuyên khoa của bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều và mong quý vị tham gia hướng dẫn cho các con đi tới mock interview vào ngày thứ Chủ nhật này, ghi danh vào ngày Chủ nhật này và tuần tới 29 tay. Và mọi thắc mắc, mọi sự muốn làm hẹn với bác sĩ, xin quý vị gọi điện thoại trên màn ảnh. Bác sĩ Quách Nhất Trí và chương trình Câu Chuyện Y Khoa xin hẹn quý vị vào lần tới. Xin kính chào.